chết cả ao cá. Có chuyện gì thế mình? Mất hết rồi. Cá làm sao thế này hả mình? Chẳng hiểu trở trời thế nào mà hôm nay tôi ra cho cá ăn, thấy mấy con cá ngồi lên khóm mèo, thở thoi thóp. Trời ơi, giờ biết làm thế nào bây giờ? Công sức, vốn liếng mình bỏ dồn cá vào đây, lại sắp đến thời kỳ trả lãi rồi. Có nướng phải đi ăn mài mất thôi. Đâu rồi? Không nhanh chúng nó trốn mất. Bây giờ chị tính thế nào hả? Nuôi cá kiểu gì chết trôi chết trỗi thế kia? Tiền của chúng tôi không phải là bỏ hến, mà nay cho vay mai cho mượn. Cá chết thế này có phải là chúng tôi muốn đâu. Xin ông bà thư thư cho gia đình tôi vài hôm. Vớt hết những con cá sống đi, gỡ được đồng nào hay đồng nấy. Trời ơi, tôi cho anh chị 3 ngày thu xếp tiền nong để trả đủ, không thì đừng có trách. Làm sao mà trả nợ được chỉ trong 3 ngày? Trời ơi là trời. Mẹ ơi, nhà mình hết gạo rồi. Ăn, suốt ngày chỉ biết đòi ăn thôi là giỏi. Mình không nghĩ cách trả nợ, còn ngồi đó mà rượu chè. Con nó có tội tình gì mà mình trút giận lên nó chứ? Đúng rồi, tại tôi hết, tại tôi nên mới ra cớ sự này. Để tôi đi là xong hết. Mình ơi, mình. Mẹ ơi, trời đang mưa thế này, ba đi đâu vậy? Ba đi làm kiếm tiền về trả nợ con à. Khi nào đủ tiền ba sẽ về. Không sao đâu con. Vân ơi, nghỉ tài chút đã. Dạ. Cả ngày con cứ quần quật thế này, sức nào chịu nổi hả? Mà ba con xa cứ đi biệt tâm biệt tích suốt 2 năm thế chứ, bỏ lại vợ con với cả đống nợ thế này mà vẫn cất bước mà đi được, quá đáng quá mà. Thôi mà mẹ ơi, khổ lắm anh ấy mới bỏ đi chứ nào có sung sướng gì. Con tin là anh ấy sẽ sớm quay trở về thôi. May mà có mẹ đứng ra giúp con lo liệu phần nào nợ nần, không thì con cũng không biết làm thế nào cả. Ba trốn nợ chẳng về đâu, mẹ đợi làm gì? Sao con lại nói thế? Khi nào kiếm đủ tiền ba mới về được. Thôi nào, giúp mẹ lấy mấy cái lá bắp cải già về cho gà ăn nào. May quá, mẹ vừa buộc lại được chuồng gà, không đám gà con chết rét hết cả. Để mai mẹ sang nhờ bác Lâm lợp lại cái mái nhà nữa. Giá có ba ở nhà thì... Sao mẹ cứ nhắc đến ba làm gì chứ? Không có ba ở nhà chắc là tốt hơn. Ba đã muốn bỏ mẹ con mình mà đi rồi mà. Sao Sa lại nói thế con? Dù sao ba vẫn là ba của con mà. Ba con có nỗi khổ riêng, cho nên mới nghĩ quẩn vậy thôi. Thế ba có nghĩ rằng mẹ con mình ở nhà khổ sở biết bao nhiêu không? Nếu ba yêu thương mẹ, thương con thì ba đã không ích kỷ như vậy. Con người khó trách hết lỗi lầm, lòng bao dung sẽ xóa đi những vết thương và khơi dậy tình yêu thương con à. Con không muốn nghe, con ghét ba. Sa, ba còn về làm gì? Chả phải ba đã bỏ mẹ con đi lúc khốn khổ nhất sao? Ba. Mình ơi, tôi xin lỗi mình. Ba xin lỗi con. Bà có lỗi, mong mình và con tha thứ cho tôi. Thôi, mình về bình an là tôi vui lắm rồi. Về cùng tôi làm lại, lo cho các con nên người. Mình không trách tôi ư? Vì hôm nay mình đã trở về, tức là mình còn nghĩ tới mẹ con tôi, còn nghĩ tới gia đình, thì tôi không thể trách mình được. Coi như nhà ta đã trải qua một kiếp nạn, giờ chúng ta phải trân trọng hơn những gì mình đang có. Cảm ơn mình, tôi thật xấu hổ. Nhất định
tôi sẽ bù đắp cho hai mẹ con. Có lẽ mẹ nói đúng. Con người khó tránh hết lỗi lầm, lòng bao dung sẽ chữa lành vết thương và khơi dậy tình yêu thương. Chiếc ví đỏ. Viện dưỡng lão Louis. Y tá trưởng Anna, tôi xin giới thiệu, đây là Kenny. Từ bây giờ, cậu ấy sẽ giúp việc cho các y tá trong viện chúng ta. Thưa viện trưởng, liệu cậu ta có phù hợp với công việc này không? Tất nhiên rồi, tôi chắc chắn là như vậy. Cái cậu Kenny mới đến ấy rõ lạ. Người gì mà làm lì lì, ăn nói thì cọc lóc. Phải đó, nghe nói cậu ta sống ở khu ổ chuột, toàn tội phạm và dân nghiện ngập. Chả hiểu sao viện trưởng lại nhận cậu ta vào đây làm nữa. Có khi cậu ta xin vào đây để nhòm ngó thuốc mô phiên của viện. Trước đây đã có lần thuốc bị tuồn ra ngoài để bán rồi còn gì nữa. Các cô không làm việc đi, đứng đó mà túm tụm bàn tán. Đến giờ phát thuốc rồi đó. Dạ, dạ. Nhìn cậu ta rất khó gần và có vẻ đáng sợ. Thế mà không hiểu sao viện trưởng lại... Bà Mary, đến giờ uống thuốc rồi. Y tá đây rồi, cô có thấy cái ví đỏ của tôi không? Tôi tìm mãi mà không thấy. Làm gì có cái ví nào? Thuốc của bà đây. Cái ví đỏ của tôi đâu? Cái ví đỏ đâu rồi? Có ai thấy không? Bà này thật là lúc nào cũng đi tìm cái ví đỏ, gặp ai cũng hỏi. Mà bà ta làm gì có cái ví đỏ nào chứ? Bà cụ già rồi nên lú lẫn. Mà kể cũng rõ tội, bệnh thì ngày càng nặng, không biết con cái đâu hết. Mà để bà ta vào đây cũng không thấy đến thăm nom gì cả. Biết là thế, nhưng lúc nào cũng hỏi, phiền quá đi mất. Chúng ta còn bao nhiêu việc phải làm nữa. Cái ví, cậu có thấy cái ví đỏ của tôi không? Cái ví con trai tôi tặng, nó đẹp lắm. Chiếc ví đỏ hả cụ? Sao bà cụ cứ đi tìm chiếc ví đỏ thế nhỉ? Bà cụ lẩn thẩn quá. Phải, chiếc ví đỏ rất đẹp. Hay là mất rồi, mất cái ví đỏ rồi. Cậu ta làm gì mà có vẻ mờ ám thế? Chẳng lẽ... Chắc là mang thuốc từ viện ra ngoài bán đây mà. Đúng là người ta đồn chả sai. Mình phải bắt quả tang mới được. Hôm nay cụ thấy khỏe hơn không cụ? Cậu đây hả? Cái ví đỏ của tôi đâu mất rồi? Có phải chiếc ví đỏ này của cụ không? Ôi, cái ví đỏ, cái ví đỏ của tôi. Ồ, hóa ra... Sau một thời gian làm việc ở đây, cậu cảm thấy thế nào? Đây là công việc tốt nhất mà cháu từng có. Cậu có muốn tiếp tục học làm y tá không? Dạ, nhưng gia đình cháu không có đủ tiền. Viện sẽ trao học bổng cho cậu, cậu nghĩ sao? Cảm ơn viện trưởng, đời cháu còn mong ước gì hơn. Xin bà bỏ qua cho mấy chị em y tá chúng tôi nha, cậu ấy thật xứng đáng. Thế mà đã có lúc chúng tôi nghĩ... Cần phải biết giúp đỡ những người như cậu ấy, cô à. Ngọn nến trong đêm. Mấy hôm nay bà yếu quá rồi. Bác sĩ thông báo có khi bà không trụ được mất. Em gọi cho Bảo Nam về nhìn mặt bà nội lần cuối đi em. Vâng, trưa nay em gọi con rồi. Chắc giờ này thằng bé cũng đang ở sân bay. Các con ơi, lại đây mẹ bảo. Sao mẹ không ngủ chút nữa cho đỡ mệt? Mẹ mới chập mắt được có một chút buổi trưa thôi mà. Mẹ nằm mãi cũng mệt người lắm, ngồi dậy cho thoáng. Mai là sinh nhật thằng bé Bảo Nam đúng không? Ngày kia mới là sinh nhật của Bảo Nam mà. Vâng, đúng rồi mẹ à. Cháu nó cũng đang trên đường về. Mẹ cố gắng ăn nhiều cho khỏe. Đợi cháu nó đưa mẹ đi công viên nhé. Con cầm lấy mua cho Bảo Nam nến và chiếc bánh sinh nhật.
Nói là quà của bà. Ngày mai cháu sẽ có mặt ở nhà rồi mẹ à. Ừ, hy vọng mẹ đợi được. Nam ơi, hy vọng con có thể về kịp để gặp bà. Bảo Nam gọi điện về cho em, nói bên đó có bão tuyết nên chuyến bay bị hoãn, tầm sáng mai mới về tới. Làm thế nào hả anh? Hôm nay em thấy mẹ mệt lắm rồi. Trời tối rồi đó, Bảo Nam vẫn chưa về hả con? Dạ, trời sắp lập đông nên trời nhanh tối lắm mẹ à. Bảo Nam đến sân bay rồi, đang bắt xe về bệnh viện. Mẹ ăn cháo nhé, để con lấy. Con đặt bánh lên bàn và thắp nến đi. Bảo Nam về tới nơi là vừa. Mẹ muốn nhìn thấy anh nên ấm áp. Mẹ nhất định phải qua được đêm nay. Mẹ không muốn Bảo Nam buồn vì sự ra đi của mẹ vào ngày sinh nhật. Làm thế nào bây giờ? Thằng bé vẫn chưa về. Nếu nến cháy hết mà mẹ chưa gặp được mặt thằng bé, ôi, mình không dám nghĩ nữa. À, phải rồi. Vâng, con đi thắp nến cho cháu. Bánh đẹp quá. Nếu mẹ có chợp mắt, khi nào Bảo Nam về thì gọi mẹ ngay nha. Bà ơi, Bảo Nam về với bà rồi đây. Bà ơi, bà. Vậy là bà đã đợi được cháu về rồi. Bao thổi nến sinh nhật đi cháu, mừng cháu thêm tuổi mới. Vâng ạ. Nến điện con à, nến thường sẽ cháy hết mất. Bà không muốn ra đi vào ngày sinh nhật của con, sợ làm con buồn. Con lại về trễ nên ba mẹ muốn bà tin rằng ngày sinh nhật của con vẫn chưa qua để bà gắng gượng. Và con thấy đấy, bà đã gượng được ngần ấy ngày để đợi con. Bà ơi, cháu cảm ơn bà đã đợi cháu và cảm ơn những ngọn nến thắp sáng hy vọng trong đêm tối. Cây tự do. Những trái ngọt của ta đã chín rồi. Ôi, trông mới đẹp đẽ, thích mắt làm sao. Những trái đào của bạn thật tuyệt vời. Tôi còn thấy có cả mùi thơm ngọt dịu nữa. Dĩ nhiên rồi, mà nè, sao mãi chưa thấy bạn ra hoa kết trái vậy? Tôi sẽ cố gắng trong thời gian tới. Lại thời gian tới hả? Có chắc không? Đúng vậy. Liệu có chắc thời gian tới sẽ có hoa không? Mùa hè rồi, mình cũng đã ra hoa rồi nè. Từ ngày bạn đến thung lũng này đã bao nhiêu lâu rồi mà đến nay vẫn chưa thấy có bông hoa nào cả. Mình sống ở thung lũng này bao nhiêu năm rồi mà chưa thấy cây nào giống cậu cả. Ngày trước cậu mới đến, chúng mình cứ nghĩ cậu còn nhỏ chưa thể ra hoa. Nhưng giờ thì... lạ thật. Rốt cuộc cậu ấy là cây gì mà mãi không có hoa thế nhỉ? Mình là loại cây kỳ dị gì thế này? Kìa, một con chim bị thương. Là một chú đại bàng, sao cậu ấy bị thương nặng thế? Khổ thân đại bàng, chắc là lạnh lắm. Mình không còn cái lá nào để có thể ủ ấm cho cậu ấy. Cậu ấy bị thương nặng quá. Hãy để những cành lá của tôi ủ ấm cho cậu ấy. Bạn ấy tỉnh rồi. Chào đại bàng, vết thương của bạn chắc cũng đỡ rồi đó. Chắc chỉ một thời gian nữa là khỏi thôi. Bạn còn đau nhiều không? Mà bạn đói bụng không? Ôi, thật tiếc quá. Những trái đào của tôi giờ đã rụng hết cả rồi. Chẳng còn gì cho bạn ăn tạm cả. Cảm ơn các bạn đã cứu. Giữa trời rét buốt lại bị trọng thương.
tôi còn giữ được mạng là may lắm rồi. Là nhờ anh bạn kia cả đấy, trong khi chúng tôi đều đã rụng hết lá, chỉ còn mình cậu ấy đủ sức che ấm cho cậu thôi. Có gì đâu, có gì đâu. Ừ, một cây bách thật đẹp đẽ, cảm ơn bạn rất nhiều. Cây bách? Cậu vừa gọi mình là gì vậy? Cây bách hả? Sao cậu lại gọi thế? Thì cậu là một cây bách mà, cậu không biết sao? Từ ngày mình sống ở thung lũng này, ai cũng nói mình là cây kỳ dị vì không thể ra hoa, kết trái. Đến cả cây đại sống rất lâu năm ở đây cũng chẳng biết mình tên là gì. Sao lại có chuyện như vậy à? Cậu nghe nè, mình đã từng đi rất nhiều nơi, gặp đủ muôn loài. Có thể ở thung lũng này cậu chỉ có một mình, nhưng cậu vẫn là một cây bách. Chắc chắn cậu sẽ không có hoa hay có trái, nhưng chính vì thế, cậu được gọi là cây tự do. Cây tự do? Cây bách, cây tự do hả? Sao lại có thể như vậy? Giữa bao nhiêu loài cây có thể ra hoa, ra trái ngọt, sao lại gọi một cây không thể ra hoa, ra quả là cây tự do được? Cây cho quả trên thế giới này thì đều có một mùa nhất định. Đến một mùa nào đó, chúng mới sinh trưởng, ra hoa, kết quả. Nhưng khi hết mùa đi rồi, thì hoa và trái đều nhanh chóng rụng đi. Đúng vậy. Tôi chỉ ra hoa vào mùa xuân, sau đó là kết trái. Còn mình thì ra hoa vào mùa hè, đến mùa đông chúng mình đều rụng hết cả lá. Đúng thế, và chỉ có cây bách là không bị kìm hãm bởi thời gian. Bốn mùa vẫn luôn xanh tốt, chính vì thế nên cây bách mới được gọi là cây tự do. Thì ra là vậy. Chào các bạn tốt bụng, vết thương của mình đã lành, giờ mình phải đi rồi. Chào đại bàng, chúc bạn thượng lộ bình an, sống vui vẻ nhé cây tự do. Cảm ơn đại bàng, tạm biệt. Học đạo. Các con về nhà nhớ học thật kỹ bài học ngày hôm nay thầy dạy nhé. Giờ thầy cho các con nghỉ. Vâng ạ, chúng con chào thầy ạ. Bài hôm nay dài quá, lại khó học thuộc nữa chứ. Mới theo thầy học được có vài hôm mà thầy đã dạy những bài khó thế không biết. Phải đấy. Thôi, cố gắng học, mai còn trả bài thầy. Thế nhé, hẹn mai gặp lại. Ừ, mình về nhé. Bất học, phi sở nghi. Âu bất học, lão hà vi. Ngọc bất trác, bất thành khí. Nhân bất học, bất tri lý. Ôi, đói quá. Đói thế này mắt mũi cứ hoa hết lên, chữ nghĩa nhảy nhót loạn xạ. Luộc nồi khoai ăn tạm, rồi học bài cho yên tâm. Tí ơi, thả trâu ra đồng cho mẹ đi con. Vâng ạ, con đi ngay đây ạ. Nò quá, yên tâm học rồi. Trời ơi, ăn no, buồn ngủ quá. Hai mắt cứ díp lại với nhau thế này thì nhìn thấy chữ gì mà học chứ. Thôi, chợp mắt 5-10 phút rồi dậy ngồi học cho tỉnh táo vậy. Sáng lúc nào cũng tỉnh táo và nhanh thuộc hơn. Đành vậy,
có phải tại mình đâu. Ôi ôi, Sáng, Sáng mất rồi sao? Trời ơi, mình chưa thuộc hết bài, sắp đến giờ đi học rồi, làm sao đây? Các trò, cha mẹ gửi các trò theo ta học, luôn mong muốn sau này các trò sẽ thành tài. Tuy nhiên, con đường học không phải ai cũng đủ kiên trì để theo đuổi. Hôm nay, ta sẽ chấm xem trò nào sẽ được theo ta tiếp tục học, trò nào sẽ không được học nữa. Giờ hãy lấy giấy ra, viết lại cho ta những điều mà các con đã được học ngày hôm qua. Ôi, chết rồi. Chết rồi, thầy đuổi mình ra khỏi lớp mất thôi. Thế này, mình làm sao dám về nhà chứ? Đây rồi, mày đi đâu mà giờ này mới phát mặt về? Học hành thế nào mà để thầy đuổi ra khỏi lớp hả con? Con với cái thế đấy. Ơ, sao? Sao mẹ đã biết rồi? Đứng lại, phen này mẹ sẽ cho mày một trận. Mẹ ơi, tha cho con biết lỗi rồi ạ. Đăng ký kênh ngay đi nào. Mỗi ngày, bài học cuộc sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.